Kính chào quý vị, mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng 4 năm 2021. Trại sáng tác và hội thảo đồ họa tranh in Việt Nam quốc tế đã chính thức khai mạc tại Trường Đại học Văn Lan, thành phố Hồ Chí Minh và sự kiện kéo dài đến ngày 10 tháng 5 năm 2021. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lan cho biết với chủ đề về môi trường và con người, trại sáng tác năm nay là cơ hội để sinh viên ngành mỹ thuật của trường có dịp trải nghiệm sáng tạo, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các họa sĩ chuyên nghiệp đồ họa tranh in trong nước cũng như quốc tế. Các tác phẩm sáng tác sẽ được in kỹ yếu và trưng bày triển lãm từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2021 tại Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh kết hợp triển lãm online. Hội thảo quốc tế sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, kết hợp online với các diễn giả quốc tế, cũng sẽ được tổ chức tại Đại học Văn Lang với các tham luận của bốn trường đại học chuyên ngành mỹ thuật của nước ngoài. Đây là lần thứ ba trường Đại học Văn Lang tổ chức hoạt động trại sáng tác và triển lãm quốc tế, tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến trong hoạt động giáo dục đào tạo tại châu Á và là một trong những trường đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất châu Á năm 2030.